Vâng, xin chào mừng tất cả các bác quay trở lại với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay trên tay mình cầm đây là một cái siêu phẩm điện thoại Vertu Signature M, một chiếc Vertu thép điểm vàng, một cái điện thoại Vertu chinh 100% chính hãng của Vertu. Đây chính là chiếc điện thoại Vertu Signature M. Đây, em sẽ lau chùi cho các bác xem nó đẹp như thế nào. Phải dùng cái khăn phù thủy hay còn gọi là khăn lau vàng. Em gọi một cái tên vui nhí nhỏ là khăn phù thủy thôi. Đây, em sẽ lau, em lau này, em đang lau, em dùng khăn lau. Các bác sẽ nhìn sự bóng bẩy, sự đẹp mức nào mặt phía sau này, soi gương được luôn. Đó, các bác thấy chưa? Tuyệt vời. Và em lau mặt trước. Rồi, các bác xem. Toàn bộ là được bằng thép, đúc vỏ là bằng thép hết, vỏ của hãng, thép của hãng. Và điểm xen kẽ giữa là những bàn phím bằng vàng nguyên khối AU750. Vâng, Kỳ Lân Luxury đơn vị chuyên cung cấp tất cả sản phẩm đẳng cấp chính hãng theo hai cái sự kết hợp giữa từ sưu tầm và giao lưu. Sưu tầm là như thế nào ạ? Vâng, tất cả sưu tầm phải thuộc năm yếu tố như sau, năm nguyên tắc như sau: một là nguyên bản, hai là nguyên zin, ba là chính hãng và bốn là high new. Thứ năm là phù hợp, giá cả hợp lý nha. Và cái yếu tố về sự giao lưu, vâng, giao lưu, chính em là người mong muốn được giao lưu kết nối với tất cả quý bác tạo một sân chơi đẳng cấp, và đích thân em là người giao lưu giao qua mua bán giữa tất cả những cái sự đẳng cấp này. Và em là một đơn vị nghiêm túc chuyên nghiệp trong vấn đề chuyên về điện thoại Bluetooth cũng như đồng hồ đẳng cấp. Tất cả sản phẩm đều phải nghiêm ngặt kiểm tra, rà soát kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng, và không phải bằng mắt thường, không phải bằng sự cảm nhận, mà phải kết hợp sự giữa kinh nghiệm chuyên nghiệp và máy móc hiện đại để soi tất cả những chi tiết để đảm bảo được khi máy đến tay của khách dùng là tuyệt vời. Không phải vừa tu tự nhiên nổi tiếng vì những cái xa xỉ phẩm tạo nên nó không đâu, mà nó phải đi kèm với chất lượng. Những con máy đẹp cây sò ben được kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng thì tuyệt vời, bởi vì đa số bây giờ người ta sửa máy và người ta nhìn bằng mắt thường, người ta cảm nhận rồi ta sửa, rồi ta coi men cũng bằng mắt thường, đó chưa đủ điều kiện, mà mình phải coi bằng máy móc hiện đại kết hợp với kinh nghiệm lâu năm của mình nữa. Và có thể nhiều người ta sửa giỏi đi chẳng hạn, đi xong người ta sau khi sửa xong người ta phi tăng dấu vết đi, thành ra là máy chưa sửa, hoặc là tôi đục IC mắc keo, người ta khỏi ra làm lại keo mới, mình nhìn mắt thường nhìn chưa chắc mình biết được. Cho nên là mình phải dùng máy móc hiện đại để mình soi ra, làm biết hết tất cả mọi chi tiết, soi từng cái chút xíu, từng hạt bụi, tất cả mọi chi tiết nhìn được hết. Đó là vì sao, vì bên là Kỳ Lân Luxury đơn vị chuyên nghiệp và có đức trong nghề, có tâm trong công việc và đạo đức nghề nghiệp, một người, một đơn vị chuyên nghiệp và nghiêm túc với nghề. Và trực tiếp mình bán, trực tiếp mình kiểm nghiệm, trực tiếp mình xem chuyên nghiệp, chứ không phải là các bác mua ở một số chỗ là họ là cộng tác viên hay là họ cò lái gì đó, họ bán, họ nhận thông tin của người này người kia, họ báo tình trạng, mà thậm chí họ chưa hề biết gì bên trong máy mà họ bán được. Đó là một cái sai lầm khi các bác lựa chọn, đó là cái điều chân tình của một người kinh nghiệm lâu năm chuyên nghiệp về tôi. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và video clip đến đây đã kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bác. Bác nào mà muốn xem những sản phẩm này, hãy xem tất cả sản phẩm đẳng cấp này thì hãy liên hệ với Kỳ Lân, hoặc truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com hoặc hotline Zalo 0901 247 27. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.